Và quý vị khán giả thân mến, khi các vị đại biểu của chúng ta đã đứng ổn định và vị trí thì chúng tôi cũng xin được kính mời các quý vị đại biểu cũng như là các quý vị khán giả đang ở bên dưới, chúng ta sẽ cùng hô và đếm ngược 3, 2, 1 thì các vị đại biểu sẽ cất băng ạ. 3, 2, 1 xin mời. Vâng, kính thưa quý vị, triển lãm du lịch qua các miền di sản văn hóa Việt Nam năm 2020 đã chính thức khai mạc. Một lần nữa, ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu, quý vị khách quý và các bạn đã tới tham dự chương trình. Và kính mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đi tham quan khu vực trưng bày triển lãm của các đơn vị tham gia chương trình. Ladies and gentlemen, the exhibition Tourism and Cultural Heritage Destination of Vietnam 2020 is officially opened. On behalf of the organizers, we would like to thank the distinguished delegates and guests. And now